thưa các đồng chí và các bạn thời gian qua lực lượng công an cơ sở gồm công an xã chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã và công an viên tại các thôn là lực lượng nồng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở tuy nhiên lực lượng này đang gặp nhiều khó khăn thách thức và cả nguy hiểm khi trực tiếp đối mặt với các loại tội phạm để giải quyết các vấn đề về an ninh trật tự tại cơ sở Tại Quảng Nam, trong thời gian gần đây, tình trạng gây rối an ninh trật tự, chống người thi hành công vụ và trực tiếp là cán bộ chiến sĩ công an cơ sở liên tiếp diễn ra gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của cán bộ chiến sĩ công an. Hành vi cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ cần được xử lý nghiêm minh nhằm răng đe giáo dục và thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật. Sau gần một tuần điều trị vết thương, đến hôm nay, đồng chí Nguyễn Ngọc Ý, ỉ công an viên thôn Thạch Khê, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn đã được xuất viện. Đồng chí ý bị thương khi đang thi hành công vụ cùng lực lượng công an xã Quế Mỹ. Trước đó vào lúc 22 giờ 40 phút ngày 6 tháng 10 năm 2021, công an xã Quế Mỹ nhận được điện thoại kêu cứu của bà Phan Thị Hương, sinh năm 1966, trú thôn Thạch Khê, xã Quế Mỹ, về việc bị con trai là Nguyễn Duy Hiệp, sinh năm 1991, có hành vi say rượu, đánh đập người thân trong gia đình. Ngay lập tức, Công an xã Quế Mỹ triển khai tổ công tác xuống hiện trường. Khi Thượng úy Nguyễn Trường Giang, trưởng Công an xã mặc trang phục cảnh sát và đồng chí Nguyễn Ngọc Ý, công an viên tại thôn Thạch Khê mặc trang phục Công an xã xuống hiện trường, tiếp cận gọi đối tượng Hiệp ra làm việc, thì bị đối tượng Hiệp dùng một con dao dài khoảng 50cm chém liên tiếp vào cán bộ chiến sĩ công an đang thi hành công vụ và truy đuổi cán bộ chiến sĩ công an. Hậu quả, đồng chí Ý bị chém vào tay phải, gây thương tích 10%. Khi đến hiện trường á, thì khi vào được phía xăng thì tôi mới dừng xe và, và gọi gọi hiệp để ra làm việc thì mới vừa kêu hiệp hiệp anh dân là con, anh dân công an đai thì thì lúc này thì hiệp ở từ cái nhà dưới là cầm trên tay tay là cầm con dao là tiến về xong thẻm vào cái tổ công tác chạy ra anh chém tới tấp luôn anh chém anh dòn trước anh dòn né được anh dòn được là bắt đầu anh nhò tới tổ tắt thì anh chém tiếp hai ba nhót kia bắt đầu là tôi tôi vừa chạy vừa loa là chú đây chú đây con rồi anh giòn cũng nói anh giòn đây anh giòn đây nhưng mà nó vẫn tiếp tục ông chém từ tới tắt chém từ vừa bờ tường rồi cái chém được tôi rồi là khi tôi gục xuống là quay lại chém tiếp anh giòn chết anh giòn giòn tránh được tránh được sau là anh chạy vào nhà chạy vào nhà là hình như không biết làm việc gì mà anh chạy vào nhà là anh giòn anh thấy tôi bị thương anh quay trở lại Quay lại là anh ôm tôi, anh doan ôm tôi là nói là giờ để có gì để gọi xe cấp cứu. Thì vừa quay lại ôm tôi thì có anh lại tiếp tục anh, anh cầm dao anh lại tiếp tục với tiếp. Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, công an huyện Quế Sơn đã phối hợp với công an xã Quế Mỹ điều tra vụ việc. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Quế Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Hiệp về hành vi cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ. Đối tượng hiệp là đối tượng nghiện ma túy, có một tiền án và một tiền sự. Được biết thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ các đối tượng gây rối an ninh trật tự, chống người thi hành công vụ. Mới đây, ngày 30 tháng 9, một đồng chí công an xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh đã bị một đối tượng tấn công bị thương khi làm nhiệm vụ. Trước đó, công an huyện Phú Ninh vừa tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Danh, sinh năm 1990 trú xã Bình Quế, huyện Thăng Bình, để điều tra xử lý hành vi chống người thi hành công vụ. Hành vi chống người thi hành công vụ gây phức tạp an ninh trật tự của các đối tượng côn đồ sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để răng đe giáo dục chung, đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ lực lượng thực thi công vụ và bảo vệ yên bình cho cuộc sống người dân.